hay anh em, lại là mình đây. Hôm nay sẽ là chương 28, bản chất thực sự của phong ấn và sự thật về vũ trụ dần hé mở trong bộ Rimuru và những cuộc du hành mới. Cảm ơn anh em đã luôn sẻ và tiếp tục ủng hộ chuyện của mình nha. À, kênh gần đạt được 1 người đăng ký rồi. Anh em nào mới ghé qua mà chưa đăng ký thì cho mình xin một đăng ký luôn. Những anh em đã đăng ký rồi thì tiện thể cho mình xin một like luôn nha. Hi hi. Chúc anh em có giây phút nghe truyện vui vẻ, chúng ta vào chương thôi. Khi Suna, Pandora và Sion tính đi theo thì đã bị tôi ngăn lại. Hiện tại những trận chiến như thế này có khả năng cao họ sẽ không chịu được nếu vô tình bị va phải. Sion hãy canh chừng tên Gin đó, có khi hắn đang tìm cách chạy trốn đấy. Tôi để lại câu nói rồi nhanh chóng đuổi theo cô gái bí ẩn kia. Vù vù, những cơn bão không gian liên tục hình thành và tàn phá khắp nơi. Vì không gian đột nhiên bị đục thủng nên không ổn định. Xoẹt, xoẹt. Cô gái đó và tôi cùng di chuyển xuyên qua những cơn bão và vào vùng hư không bên ngoài. Đến đây là được rồi. Ở ngoài này thì cái hệ thống kia không thể theo dõi được. Cô gái dừng lại và quay lại nhìn về hư giới và nói: hệ thống, tôi biết là thế giới này có một cái gì đó vận hành nó thì mới có được những bản thông tin kia. Nhưng tôi và CL chỉ có thể cảm nhận được nó chứ không thể xác định được chính xác nó đang làm gì. Cậu đã gặp qua Hirasama, đúng chứ? Cô gái không trả lời mà chỉ hỏi tôi về việc này. Theo cách gọi thì tôi có thể chắc chắn cô ấy chính là người của Hirasan. Mặc dù biết cậu ta không có ác ý nhưng tôi vẫn sẽ đề phòng cô gái này. Xem ra cả hai đã xung đột với nhau nhỉ. Có thể xác nhận năng lượng làm ảnh hưởng đến cổng dịch chuyển còn sót lại ở đó là do cậu phát ra rồi. Cô gái vẫn cứ như nói chuyện một mình, không chịu nói cùng vấn đề mà tôi quan tâm. Này, rốt cuộc cô muốn gì hả? Tôi quyết định vào thẳng vấn đề. Cậu ham chiến hơn chị ấy khi trước nhỉ? Tôi nên gọi cậu là chị hay là anh đây? Cô gái lại đưa ra lời nhận xét rồi lại đến cách xưng hô. Năng lượng trên người bắt đầu gia tăng. Này CL, em hãy bình tĩnh lại đi. CL cứ thấy bị hỏi lòng vòng làm em ấy bắt đầu nổi giận rồi. Hai người giống nhau thật, đều để một mảnh linh hồn làm chủ. Một cái khác thì như một người bạn. Nói đến đây thôi, đã có giao ước phải đánh nhau thì phải đánh một trận vậy. Cô gái cũng bắt đầu bùng phát năng lượng. Ngạc nhiên là sức mạnh này nó không hoàn toàn thuộc về Hắc Nguyên như Luna. Cô gái đó có khả năng dùng cả Bạch Nguyên. CL đưa ra một thông tin khá chấn động. Không phải Hắc Nguyên và tôi luôn xung đột với nhau sao? Kiến tạo thần khí. Cô gái đưa tay về phía trước. Năng lượng bắt đầu tụ tập lại và hình thành một thanh kiếm tuyệt đẹp. CL dùng kiến tạo vật chất. Sau khi có lại khả năng thời không riêng của chính mình, thì mức năng lượng, kỹ năng và hiệu ứng cũng lần lượt được mở ra. Nhưng việc đó được đẩy nhanh hơn khi gặp cô gái này và nói chuyện lúc nãy. CL cũng nhanh chóng kiến tạo một thanh kiếm giống với thanh vũ khí trước kia của tôi, cùng với sự gia tăng bởi hiệu ứng thời gian không gian mà nó cũng đạt đến thần khí. Việc tạo vũ khí thế này khá thuận tiện, tuy nhiên nó không bền nếu không được rèn lại, và việc duy trì nó cũng tốn quá nhiều năng lượng. Xoẹt, ken ken ầm, khi cả hai cùng tạo xong vũ khí thì cuộc đối đầu cũng chính thức bắt đầu. Mới đầu thì chỉ là những cú va chạm của vũ khí, nhưng những sóng xung kích phát ra vì mang hiệu ứng như của thanh kiếm mà thời không xung quanh như đang rung rẩy. Vụt vụt, ken ken, sau cú va chạm đầu tiên, chúng tôi tách nhau ra và ngay lập tức lại va chạm nhau. Những chuyển động xảy ra nhanh chóng, cả hư giới bên dưới, những người như Sion, Pandora, Suna đều cảm nhận được chấn động này. Xoẹt, vù vù, cô gái đó khi chiến đấu thì hoàn toàn tập trung mà không phân tâm để trò chuyện hay làm gì. Rimuru-sama các lớp phong ấn bỗng nhiên nhanh chóng bị phá bỏ. CL vẫn như cũ, kiểm soát năng lượng, chú ý phòng thủ, đưa ra chiến lược, đánh giá tình hình. Nhờ CL xử lý những việc này mà tôi chỉ cần tập trung vào trận chiến, thì bỗng nhiên CL thông báo, xem ra thì cậu cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó rồi nhỉ. Cô gái bỗng dừng lại và nói một câu, những việc này là cô làm sao? Tôi muốn biết những câu trả lời, có rất nhiều vấn đề mà nhóm Hirasan nói ra mà không chịu nói đáp án, việc này cứ làm tôi tò mò khó chịu, không tôi không thể làm nó. Tôi không có quyền hạn đến thế đâu. Lần này cô gái đã trả lời cho câu hỏi. Nhưng ngay sau đó năng lượng đối lập đen trắng cùng xuất hiện trên thanh kiếm. Sau lưng cũng thế một đôi cánh màu sắc đối lập cũng xuất hiện. Vù, năng lượng xung quanh như bị đánh thức chúng hỗn loạn hết cả lên. Đề xuất, sử dụng, thời không sụp đổ, để đối kháng. Thấy năng lượng bị tụ tập, CL nhanh chóng đề xuất phương án đối phó. Với những tồn tại như tôi hiện tại thì khi dùng đến sức mạnh bản nguyên thì không có được mấy loại kỹ năng có thể phòng thủ được. Chỉ có lấy một đòn tấn công khác để đối kháng hoặc chuyển hướng của đòn đánh mà thôi. Vậy dùng nó đi, tôi hoàn toàn tin tưởng vào CL. CL không còn là thông tuệ vương khi trước, nên những tính toán hiện tại đều sẽ mang đến xác suất thành công cao nhất.
Vù vù, năng lượng xung quanh tôi cũng tụ tập lại và hình thành một khu vực, nơi mà tôi có thể tùy chỉnh cho nó có thể đón chính xác đòn tấn công kia. Vì nếu không làm thế mà kích hoạt kỹ năng thì cả hư không khu này và hư giới bên dưới sẽ bị ảnh hưởng. Tuy làm như thế này thì tôi sẽ tốn gấp đôi năng lượng, nhưng hiện tại không thể có cách lựa chọn nào khác. Vô thường kiếm, cô gái chém ra một phát, thời không nứt gãy sụp đổ để lộ ra như một thời không khác nữa. Nó cho cảm giác như đi trước, nhưng cũng là đuổi theo sau. Một vết chém đơn giản nhưng làm cho thời không bị cắt thủng mà nó biến thành hình chữ thập, thời không sụp đổ. Tôi hướng khu vực kiểm soát vào đòn tấn công đang lao đến, trên đường đi không gian cũng không chịu nổi áp lực, mà răng rắc lần lượt nứt ra, xoẹt, cả hai đòn tấn công gần như lập tức va chạm vào nhau, ầm, rắc rắc rắc, keng. Vùng không thời gian bên trong khu vực bị sụp đổ hoàn toàn, một thời không khác xuất hiện rõ ràng, dòng chảy của nó vừa nhanh hơn thời không này, đồng thời cũng chậm hơn thời không này, cậu thấy được nó rồi chứ, đây chính là bản chất của vũ trụ. Nơi mà những thực thể như chúng ta đang ngự trị, cô gái bỗng lạnh như băng lên tiếng, giọng điệu đã thay đổi, nó rất lạnh lùng. Như cách mà thời gian lạnh lùng lấy đi mọi thứ của bạn, sâu trong linh hồn, cả tôi và CL như có một thứ gì đó bị phá vỡ, như thể vốn nó luôn bị cái gì đó che giấu. CL, em ổn chứ, tôi mặc kệ nó là gì đi, có vẻ CL cũng xảy ra việc tương tự, tôi lo không biết em ấy bị gì hay không, vâng, em không sao, lần này CL nhanh chóng hồi đáp. Những thứ này là sao? Tôi và CL có cùng câu hỏi, tôi quay sang hỏi cô gái kia, mặc dù cậu muốn người khác gọi mình là con trai nhưng tôi sẽ vẫn gọi là chị. Cô gái lại quay sang nói về cách xưng hô mà không chịu trả lời vấn đề, nói về phong ấn đi, nó không có cái gì gọi là phong ấn cả, vì chị làm mất một phần hắc nguyên, thứ vốn có để cân bằng với bạch nguyên, vậy nên khi gặp năng lượng của Hirasama, phần hắc nguyên còn lại thứ mà rất lâu về trước chị đã đè nén nó, vì cảm nhận được hắc nguyên mà sẽ dần thức tỉnh trở lại, để quá trình diễn ra nhanh hơn, đồng thời vì lượng bị đánh mất mà bạch nguyên sẽ tự động nén lại một lượng tương ứng. Cuộc nói chuyện lúc đầu, em đã giúp ổn định nó nên chị mới cảm thấy như phong ấn bị mở ra, cô gái lạnh lùng đó bỗng nhiên chuyển chủ đề về phong ấn và giải thích nó. Đến đây thôi, những thứ cặn bã dám giữ hơi thở săn hội để lộng hành thì cứ việc loại bỏ, nói với cô bé kia. Lần sau gặp dù có là người tự xưng là người sáng lập thì cứ thẳng tay mà thổi bay đi, khỏi mắt công em phải xử chúng nữa. À, hiện tại nhân cách Hirasama lại thay đổi rồi, lần này là tính cách giống trẻ con, ngài ấy cũng không muốn đụng đến thực thể giữ hắc nguyên của chị nên sau này hãy cẩn thận, mà cũng không cần quá lo đâu, tên đó hiện tại cũng chẳng làm được gì nhiều, sau này có gặp Hirasama thì đừng để ai gây chiến với ngài ấy, tuy là tính cách trẻ con nhưng cũng là tàn nhẫn nhất đấy. Thuộc hạ thân cận cũng bị thổi bay vài tên rồi, lại lần nữa thay đổi, cô gái lạnh lùng lại nói một đống lời khuyên cũng như thông tin, này rốt cuộc cô là sao hả, CL cũng không thể hiểu nổi người này, mà tìm kiếm thông tin thì chúng chẳng tồn lại, như thể không dám ghi lại vậy, bỗng không gian nổ ra vài bóng người xuất hiện, thế giới tận thế, diệt thần quyền. Trong những người xuất hiện thì có hai người đang lao đầu vào đánh nhau, còn ba người khác thì đang di chuyển về phía cô gái, dừng lại đi. Ngươi lần nữa phá luật sao, cô gái lạnh băng nhìn qua đệ lục, lời nói phát ra mọi thứ đều dừng lại, này Diabo, cậu sao lại đánh nhau với tên đó thế, người xuất hiện trong đó không ai khác chính là Diabo, người đã chiến đấu với đệ lục suốt thời gian qua. Này đệ cửu, ngươi ý kiến gì chứ, việc của ta cần ngươi quan tâm sao, đệ lục khó chịu, hạng 6 như hắn lại bị hạng 9 chỉ trích là sao chứ, nghe đệ lục nói thế. Những người khác đều lạnh cả sống lưng, vụt, đệ cửu xin hãy tha cho đệ lục lần này nữa thôi, cậu ta quá nông nổi, nóng tính mà thôi, ba người kia tuy sợ hãi nhưng vẫn cố đứng lên xin cho đệ lục. Họ biết khi phạm một sai lầm hai lần hậu quả sẽ là như thế nào, các ngươi sao cứ sợ hãi cô ta vậy chứ, đệ lục thì lại không biết vì nóng nảy mà hỏng đầu óc hay không, mà lại đi ý kiến với người đang giúp mình, câu nói vừa nói xong thì ba người kia đưa ánh mắt thương tiếc nhìn về đệ lục, đưa xuống, vô không ngục. Cô gái với danh hiệu đệ cửu chỉ nói ra một lệnh đơn giản. Xung quanh đệ lục bốn chấn động, bốn hắc y nhân xuất hiện, trên tay là những sợi xích đen trắng giao thoa. Này thả ta ra, đệ lục nhanh chóng bị trói lại bởi những sợi xích, sau đó thì chẳng thể dùng được sức mạnh nào mà chỉ còn cách bị lôi đi, chúng ta đi thôi. Nói rồi cô và ba người còn lại biến mất trong hư không. Trimurusama, Diabo đến chỗ tôi và cẩn thận cúi chào, chúng ta về dưới đó trước đã, nói rồi. Chúng tôi trở lại hư giới, nơi xảy ra trận đánh, vết thủng cũng đã lành lại từ khi nào rồi, mọi thứ trở lại yên tĩnh vốn có. Chương này mình xin kết thúc ở đây.
Cảm ơn anh em đã nghe truyện đến lúc này, anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh và comment góp ý cho mình nha. Hẹn gặp anh em ở chương sau.